cuộc sống của Minh Béo sau 4 năm trở về Việt Nam. Tôi thấy bình thường nhưng sao qua các bài báo lại trở nên kinh khủng quá. Tôi thực sự sợ truyền thông của Việt Nam. Trong khi tôi làm từ thiện, báo Mỹ họ đăng chi tiết nhưng báo của mình lại không nói một lời nào. Con người cũng có mặt này mặt kia, cuộc đời này không ai muốn mình xấu cả. Đó là những gì Minh Béo tâm sự về tội danh của mình cách đây 4 năm. Cuối tháng 3 năm 2016, Minh Béo đã bị truy tố tại Mỹ với 3 tội liên quan đến một cậu bé vị thành niên. Cuối cùng, Tòa án quận Cam, Nam California của Mỹ đã quyết định phạt tù Minh Béo 9 tháng và được phóng thích vào ngày 19 tháng 12 năm 2016. Bên cạnh đó, phía tòa án cũng bắt Minh Béo phải đóng tiền phạt gần 10 triệu đồng cho tiểu bang cũng như cung cấp ADN cho địa phương và bị ghi tên vào danh sách tội phạm tình dục suốt đời tại California. Cuộc sống của Minh Béo đã thay đổi chóng mặt sau 4 năm trở về Việt Nam. Mới đây nhất còn đang lăng xê rầm rộ cho những chương trình tại sân khấu Minh Béo. Có nhiều sự thay đổi lắm, công việc của tôi giảm bớt so với ngày xưa. Tôi ít chạy sâu hơn, nhưng mà chạy sâu nào chắc sâu đó. Vừa qua, tôi đã lưu diễn 9 nước châu Âu và diễn thường trực tại sân khấu sau Minh Béo. Ngoài ra cũng có rất nhiều lời mời biểu diễn, nhưng tôi chưa nhận lời vì muốn cân bằng lại tâm lý của mình. Giống như khi bạn bị tai nạn xe, chảy chụa tay chân thì cũng phải chờ thời gian để lành lặn. Tương lai tôi chưa biết như thế nào, thế nhưng mà qua những chương trình từ thiện tôi góp quỹ hay tự tổ chức trên 20 tỉnh, 100% chưa thấy phản ứng nào tiêu cực từ phía của khán giả. Tôi có thể chứng minh lời tôi nói bằng những clip trên Facebook hay là trên mạng xã hội. Về cái clip xin lỗi của tôi, dù luật sư tôi không cho tôi làm nhưng tôi vẫn tự làm như một tấm lòng với khán giả. Thế mà clip này vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, tôi đành chịu, đây là một sai lầm của tôi khi cãi lời luật sư. Cũng trong đoạn clip này, thái độ của nam diễn viên sinh năm 1977 đã bị nhiều người ném đá vì PR cho sân khấu kịch của riêng mình. Anh còn bị ghét hơn nữa bởi vì thái độ giả tạo, cố tình diễn khóc lóc để lấy sự thương hại từ phía của khán giả. Vào tháng 5 năm 2017, Minh Béo lại gây ồn ào khi chia sẻ loạt hình ảnh làm từ thiện tại ba ngôi chùa. Sự việc càng gây xôn xao khi những hình ảnh Minh Béo vô tư ôm ấp một đứa trẻ dù mới ra tù vì tội ấu dâm chưa lâu. Dĩ nhiên, sau loạt hành động lố lăng của Minh Béo, công chúng càng ra sức tẩy chay, mọi thứ liên quan đến nam diễn viên, từ sân khấu kịch cho đến các tour diễn đều nhận được sự kẻ lạnh. Các chương trình quay trước đó có dính đến Minh Béo cũng đều bị đài truyền hình cắt phát sóng. Bên cạnh đó, để cố gắng thuyết phục mọi người, trong một bài phỏng vấn vào tháng 10 năm 2017, Minh Béo đã vênh váo khoe khoang, không một khán giả nào phản ứng xấu hay ghét bỏ anh trong tour lưu diễn 9 nước châu Âu. Liên tục bị phản đối và tẩy chay, Minh Béo quyết định mặc kệ dư luận và tuyên bố không quan tâm. Muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Thậm chí, họ có thể trà đạp, tẩy chay thì cứ làm. Một cư dân mạng đã bất ngờ tố Minh Béo rủ mình qua nhà chơi vào năm 2010, nhưng người này từ chối. Cho đến gần đây, Minh Béo lại nhắn tin làm quen nhưng lại tự tin cho rằng chính người này muốn kết bạn với mình. Tuy nhiên, các thông tin trên mới chỉ là một chiều, Minh Béo vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Song nhiều cư dân mạng tin chắc chắn rằng Minh Béo lại chứng nào tật nấy. Minh Béo của hiện tại ra sao? Cách đây không lâu, Minh Béo lại tiếp tục khoe khoang trên mạng xã hội về hình ảnh đi làm từ thiện tại Campuchia. Với những nghệ sĩ khác thì hình ảnh chụp cùng với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn là điều hoàn toàn bình thường, nhưng với riêng Minh Béo, điều này lại khiến cho nhiều người không vừa mắt. Bên cạnh đó, Minh Béo cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đi làm từ thiện, đi chùa hay vui vẻ, diễn tại các tụ điểm lên trang cá nhân. Mặc dù bị tẩy chay, Minh Béo vẫn đang làm những điều mà bản thân cho là đúng. Tuy nhiên, cứ mỗi lần bị như vậy, Minh Béo đều bị tố giả tạo và làm màu. Có lẽ tội lỗi của Minh Béo sẽ không bao giờ tha thứ được, nên cho dù anh có làm gì đi chăng nữa thì vẫn phải chịu sự chỉ trích từ phía của số đông. Nguồn thu nhập của Minh Béo như thế nào từ sau khi trở về Việt Nam? Hiện nay tôi đi diễn ở nước ngoài thì mới có tiền, còn ở Việt Nam, diễn chùa hay các chương trình từ thiện, tôi chưa bao giờ nhận một đồng nào mà còn cúng lại chùa nữa. Hiện nay không chỉ các sân khấu của tôi mà sân khấu khác đều lâm vào tình trạng khó khăn chung do game show và các loại hình khác. Ngay cả ngày nghỉ lễ vẫn vắng. Nếu nói sân khấu của tôi vắng, tôi xin cảm ơn. Còn sân khấu khác đông thì cũng nên suy nghĩ lại. Hỏi hết đi, các bầu sâu nào dám khẳng định sân khấu của mình đang đông khách. Sân khấu của tôi đâu chỉ của mình tôi, mà còn rất nhiều nghệ sĩ khác. Đâu thể nào vì một mình tôi mà chà đạp hết các nghệ sĩ khác của sân khấu này. Điều này làm tôi rất buồn và đau xót. Những người làm điều đó đang bóp chết nhiều tài năng. Phần có tin nhiều nghệ sĩ đồng loạt bỏ đi, nhưng trên thực tế mọi người vẫn cộng tác. Tôi sống thế nào, họ hiểu. Họ chỉ quan tâm tôi làm nghệ thuật và cống hiến cho khán giả. Nếu như tôi không tổ chức biểu diễn nữa, thì họ cũng mất đi một chỗ diễn, các bạn trẻ mất đi một cơ hội. Tôi đã từng nghe người này người kia tâm sự phải bỏ nghề. Tôi buồn, chứ vì tôi mà ảnh hưởng tới mọi người.
Tôi có nói với các diễn viên khác là mọi người cứ diễn, tôi không cần phải xuất hiện trên sân khấu. Nhưng mọi người lại nói, tôi phải diễn thì khán giả mới tới. Tôi không ở đây thì như con tàu mà không có đầu tàu, làm sao mà chống chọi được. Tôi có bằng chứng cho thấy khán giả khắp nơi trên thế giới an ủi và thương tôi rất nhiều. Chính vì vậy, tôi có động lực bám trụ với nghề. Khán giả không ủng hộ tôi nữa, tôi diễn cho ai coi? Thử hỏi, nếu tôi có phát vé mời mà họ không thích tôi, thì liệu họ có đi xem không? Có người đến đây chỉ để bắt tay tôi, cho tôi quà, thậm chí là cho tôi thuốc bổ não, thuốc điều hòa tinh thần. Tôi đã khóc rất nhiều với những tình cảm đó. Hiện nay, sân khấu còn tồn tại phần nào cũng là còn nhiều Mạnh Thường Quân, nhà tài trợ đồng hành với tôi và những suất diễn tôi cho thuê lại sân khấu, nên tình hình cũng tạm ổn. Sau thời gian buồn vì scandal, mẹ anh là người chịu ảnh hưởng nhất. Hiện nay tinh thần của mẹ anh đã ổn định ngay chưa? Mẹ tôi đã bị tổn thương qua mọi chuyện. Tôi cũng muốn từ đây về sau sẽ không làm điều gì cho mẹ tôi buồn nữa. Tôi phải bù đắp cho mẹ về tình cảm và về vật chất. Tiệc mừng thọ ngày 17 tháng 10 là một phần mà tôi muốn làm cho mẹ được vui. Ngoài ra, tôi muốn mời bà con bạn bè để mọi người yên tâm thấy rằng tôi vẫn khỏe. Tôi tri ân họ vì họ đã không bỏ rơi tôi trong lúc tôi khổ sở nhất. Tôi hãnh diện và hạnh phúc vì nghệ sĩ diễn trong ngày mừng thọ mẹ. Với tấm lòng yêu thương nhất, họ sẵn sàng không nhận thù lao để giúp tôi. Họ vẫn dành tình cảm cho tôi và gia đình. Tôi biết ơn họ rất nhiều. Tôi cảm thấy chuyện bình thường, nhưng tại sao các bài báo lại trở nên kinh khủng như vậy? Tôi thực sự sợ truyền thông Việt Nam. Trong khi tôi đi làm từ thiện, báo Mỹ họ đăng chi tiết, nhưng báo của mình không nói một lời nào. Con người cũng có mặt này mặt kia, cuộc đời này không ai muốn mình xấu cả. Những tội trong quá khứ hãy bỏ qua và hãy nhìn vào những gì mà Minh Béo đang làm ở hiện tại.